qua thì gia đình chúng tôi cũng nhận được bà con tới để chia buồn cúng điếu cũng như thăm hỏi và gửi lãng hoa để chia buồn cùng gia đình của chúng tôi. Tôi thay mặt cho gia đình của ông Bành Hải Xanh trước hết xin chân thành cảm ơn các chú bác anh chị em không ngại đường xa xa xôi cũng đến để thắp nén hương nhằm để chia sẻ cùng gia đình của chúng tôi. Thay mặt cho gia đình ông Bành Hải Xanh, tôi xin chân thành cảm ơn những cái chân tình mà bà con anh em xa gần để đến cúng điếu, và trước khi để đưa linh cữu ông gia đình của chúng tôi, xin chân thành cảm ơn. Và qua cái đưa linh cữu của vợ, có nghĩa là em, chị và ông và bà của chúng tôi về nơi an nghỉ, thì gia đình xin kính mời tất cả bà con anh chị cùng đến với gia đình của chúng tôi dùng một buổi buổi cơm để chia buồn. Xin chân thành cảm ơn. Yitoban was saying that in represent for both of his sister and brother-in-law's family, he thanks everyone for your condolences and your prayers to our family. Yeah.
thắng chiến quan chứ thắng thắng Yeah.
Yeah.